Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2023 của người tuổi thân chưa tìm được hưởng đột phá tinh thần nửa vời. Tử vi tháng 6 âm lịch cho thấy công danh sự nghiệp vẫn chưa tìm hưởng đột phá, còn giáp người tuổi thân vẫn đều đều làm những công việc thường ngày thiếu động lực để tạo ra sự sáng tạo cần thiết, làm gì cũng nửa vời chán nặng bước sang tháng kỹ môi, vận trình công danh sự nghiệp vẫn chưa tìm được hưởng đột phá, còn nhấp này có vẻ như đang nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi thất bại nên mọi việc chỉ ở mức cầm chừng, lững lờ Tháng 6 âm lịch này, tay vận của những chú rồng không mấy khởi sắc, bản mệnh thiểu nỗ lực, quả an toàn trong giới hạn bản thân tự đặt ra nên đôi khi cũng bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền mười mươi. Đặc biệt, cỏ hung tinh nhập mệnh nguy cơ mất tiền do bị kẻ xấu lừa gạt rất cao. Bởi vậy, người tuổi thân phải đủ tỉnh táo để không bị kẻ xấu lợi dụng. Sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm. Người tuổi thân dễ bị mệt mỏi, căng thẳng tinh thần, nóng trong do ảnh hưởng bất lợi từ thời tiết. Dù thể trạng của bạn vốn có tốt đến đâu nhưng áp lực đè nặng, đè nén trong lòng thường xuyên phải suy tính đủ chuyện cũng ảnh hưởng nhất định tới sinh hoạt hàng ngày, rất dễ đổ bệnh bất ngờ nên đặc biệt lưu tâm. Điểm sáng nhất của người tuổi thân vào tháng kỷ mùi này đó là phương diện tình cảm gia đạo. Do cỏ thải âm các tình độ mệnh, người độc thân có thể sớm thoát khỏi tình trạng cô đơn lẻ bóng hiện tại. Các cặp đôi ngày càng thêm quẩn quýt, nhưng cũng nên cho nhau không gian riêng để tránh tình cảm bị sức mẻ. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2023 của người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Phương diện sự nghiệp của người tuổi thân trong tháng mới không được khả quan cho lắm do tác động của huyệt lệnh lâm suy gây ra nhiều thăng trầm khó đoán. Công việc ở thời điểm này vẫn chưa thể tìm được hướng đột phá. Trạng thái tinh thần bất ổn ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần làm việc của bạn vào tháng kỷ môi dù vẫn là công việc quen thuộc hàng ngày nhưng con dốc này sẽ phải tốn khá nhiều thời gian và công sức so với thường ngày chỉ vì đầu óc không đủ tập trung các kế hoạch mới cử dồn ử trì chạy ngay cả những việc cấp bách bạn cũng chỉ giải quyết một cách nửa vời cho xong thiểu sự đầu tư thiểu sự tỉnh táo sáng tạo cũng khó đảm bảo chất lượng công việc có vẻ như bạn đang nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi thất bại nên mọi việc chỉ ở mức cầm chân. Thêm cả hùng tên âm sát xuất hiện, người tuổi thân còn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân hoặc vướng vào thị phi. Đêm bảo đổ đá cạnh tranh tăng cao, bản mệnh có thể đổi mặt với không ít những sự cổ, đòi hỏi phải thật linh hoạt và bình tĩnh để xử lý. Những người đang giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo, điều hành thì càng cần phải hành sự thận trọng. Có câu, càng trên cao, gió càng lớn, vị trí có thể của bạn rất có thể và vấp những chiêu trò hãm hại sau lưng, dèm pha bò xấu, cân tỉnh táo. Khi sử dụng những người thân tín bên cạnh kẻo bị phản bội. Tuy nhiên, nhân duyên có dấu hiệu khởi vượng nhờ có thái âm nếu có thể tận dụng để xây dựng các mối quan hệ, bạn sẽ nhận được sự hậu thuẫn cần thiết. 2. Luận về phương diện tài chính Bước sang tháng 6 âm lịch tài vận của những chú rồng không mấy khởi sắc, chính tài có nguy cơ bị hao hụt do sự nghiệp sa sút, bản mệnh thiếu sự chỉnh chu trong khi làm việc nên khó mà có thu nhập ổn định, thậm chí còn có thể bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm của mình gây nên các nguồn thử tài cũng không có là mấy. Chuyện kiếm tiền trở nên khó khăn hơn nhiều so với thời gian trước. Bản mệnh thiểu nỗ lực quá an toàn trong giới hạn bản thân tự đặt ra nên đôi khi cũng bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền. 10. Mười mười. Đặc biệt có hung tin kiếp tài và âm sát nhập mệnh, nguy cơ mất tiền do bị kẻ xấu lừa gạt rất cao. Bởi vậy còn giáp người tuổi thân phải đủ tỉnh táo để không bị kẻ xấu lợi dụng. Thời điểm này, bạn cũng nên hạn chế đầu tư kinh doanh, đừng vội tin lời dụ dỗ của kẻ chưa rõ bụng dạ tốt xấu thế nào mà hại mình hào hụt tiền bạc. Tháng này nguyệt lệnh lâm cung suy, tức là việc chi tiêu ngày càng nhiều và tổn kém cũng đeo dọa túi tiền của con giáp này. Bạn có thể còn phải dùng tới các khoản dự phòng khi các khoản chi phí liên tục phát sinh. Dù có cố gắng kiếm được tiền, nhưng dùng ngay sau đó coi như không tích lũy được gì. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Bỏ qua những khó khăn và xô xẻo trong con đường sự nghiệp, người tuổi thân được dự báo lại gặp may ở phương diện tình yêu. Theo đó, tháng kỷ môi bản mệnh người tuổi thân được thải âm, chủ truyền về, nhân duyên, nâng đỡ, các mối quan hệ tình cảm cũng được củng cố ngày càng bền chặt và cũng hứa hẹn hình thành những kết nối mới. Trong đó, nữ mệnh được dự báo sẽ gặp may hơn nam mệnh. Bạn nên chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc dậy thúc đẩy nhân duyên. Có các tin độ mệnh, Người độc thân có thể sẽ sớm thoát khỏi tình trạng cô đơn lẻ bỏng hiện tại. Rất có thể nửa kia là người có quen biết từ lâu. Đôi bên có sự tin tưởng nhất định nên mối quan hệ tiến triển hết sức tự nhiên. Các cặp đôi ngày càng thêm quẩn quýt mặn nồng bên nhau, không lúc nào muốn rời xa. Tuy nhiên, quả mức bệnh rịnh cũng khiến cho đôi bên có phần can thiệp quá nhiều vào không gian riêng tư của nửa kia tốt nhất nên cho nhau không gian riêng để tránh khỏi tình cảm bị sức mẻ. Đào hoa phượng thậm chí còn gây nên những cảm dỗ tình cảm ngoài luồng không nên, đe dọa nghiêm trọng tới hạnh phúc hiện tại. Còn giáp này nên kiểm soát bản thân phải biết đâu là điểm dừng thích hợp. 4. Luận về phương diện sức khỏe Bước sang tháng 6 âm lịch có nguyệt lệnh lâm đất suy đây là dấu hiệu nhắc nhở những chủ rồng cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe của mình bạn có thể sẽ phải dễ mắc các căn bệnh vặt cảm thấy mệt mỏi trong người ăn không ngon ngủ không yên lại những áp lực trong cuộc sống đe nặng ảnh hưởng bất lợi từ thời tiết nắng nóng càng dễ khiến cho thể trạng suy giảm dù sức khỏe vốn có tốt đến đâu nhưng áp lực đè nén trong lòng khiến bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý. Đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng cũng ảnh hưởng nhất định tới sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra trong tháng bản mệnh cần chú ý đi lại thận trọng, tránh bị hòa huyết quang hoặc tai nạn bất ngờ do âm sát gây ra. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi thìn vào tháng 6 âm lịch năm 2023 như sau. 1 tuổi nhâm thân sinh năm 1952 mạnh thủy nam sao mục đức nữ sao thủy diệu khổ quyết công việc chưa thể tìm được hướng đột phá tinh thần làm việc quẻ quại quý nhân phù trợ tuổi dân tuổi tỷ tiểu nhân tuổi dậu tuổi mùi màu sắc may mắn màu trắng màu cam hai tuổi giáp thân sinh năm 1964, mệnh hỏa, nam sao phân hớn, nữ sao la hầu, khẩu quyết, thiếu sự tỉnh táo nên khó đảm bảo chất lượng công việc. Quý nhân phù trợ tuổi môi, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi hợi, màu sắc may mắn, màu đen, màu tím. ba Tuổi bính thân sinh năm 1976, mệnh thổ, nam sao thủy diệu, nữ sao một đức, khẩu quyết, thiểu nỗ lực quá an toàn trong giới hạn bản thân tự đặt ra. Quý nhân phù trợ tuổi hoài tuổi dậu, tiểu nhân tuổi môi tuổi tỷ, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. 4. Tuổi màu Thân sinh năm 1988 Mệnh Mộc, Nam sao Mộc Đức, Nữ sao Thủy Diệu, Khẩu Quyết, các mối quan hệ tình cảm cũng được củng cổ ngày càng thêm bền chặt quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão tiểu nhân tuổi thân tuổi mùi màu sắc may mắn màu vàng màu nâu năm tuổi canh thân sinh năm 2000 mệnh kim năm sao phần hở nữ sao la hầu khẩu quyết thể trạng suy giảm cần cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi hợi tiểu nhân tuổi tỷ tuổi mùi màu sắc may mắn màu đen màu hồng